Bây giờ chúng ta cùng vào phần viết từ nhé. Từ đầu tiên ạ, more là từ để hỏi đúng không các bạn? Các nét như sau ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ số 2, chiên trong từ pháng chiên. Chúng ta bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ này là từ gì các bạn còn nhớ không? Pháng, đúng không ạ? Pháng trong từ pháng chiên. Thứ tự các nét ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ tiếp theo, từ miền trong từ sang miền, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng đọc các câu sau đây và lưu ý sự khác biệt của hai âm tưa và thưa các bạn nhé. Âm tưa là âm không bật hơi, còn âm thưa là âm bật hơi ạ. Chúng ta cùng bắt đầu đọc. Tua ý chiên y phủ. Tua ý chiên y phủ. Thêm một cái áo hoặc là mặc thêm một cái áo vào. Câu tiếp theo ạ. Tua ý chiên y phủ. Thua ý chiên y phủ. Thua ở đây là cởi, chiên là lượng từ của cái áo, y phủ là cái áo ạ. Thua ý chiên y phủ, cởi một cái áo ra. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Thua, thua ý chiên y phủ. Thua, thua ý chiên y phủ. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta đã đề cập đến rất nhiều danh từ chỉ đồ vật đúng không nào? Và đến phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại lượng từ của những đồ vật đó nhé. Từ đầu tiên, chua zi. Chua zi là cái bàn đúng không ạ? Lượng từ của chua zi sẽ là zhang. Yi zhang chua zi, một cái bàn. Tiếp theo ạ, choáng. Choáng, lượng từ cũng là zhang. Chá chi. Chá chi là cái bàn trà đúng không ạ? Lượng từ cũng là zhang. Vậy nên lượng từ zhang sẽ dành cho những đồ vật có hình dạng mặt phẳng, ví dụ như cái bàn, cái giường, cái bàn trà hoặc là một trang giấy, chúng ta cũng dùng lượng từ zhang. Tiếp theo, shu. Shu, lượng từ sẽ là bẩn. Mao. Mao là con mèo ạ, lượng từ là zhi. Yi zhi mao, một con mèo. Hoa. Hoa, lượng từ là phấn, nghĩa là một bồn hoa, một chậu hoa. Yi phấn hoa, một chậu hoa. Tiếp theo ạ.
Tiền sư chi hoặc là tiền sư. Lượng từ sẽ có hai lượng từ, hoặc là cửa hoặc là thái. Các bạn chú ý, lượng từ thái thường dùng cho những đồ vật là máy móc ạ. Tiền sư chi, y thái tiền sư chi, một cái tivi ạ. Bing xiang là tủ lạnh đúng không ạ? Cũng có thể dùng cửa hoặc là thái. Y thái bing xiang, ý cửa bing xiang. Xỉ y chi, xỉ y chi, lượng từ sẽ là thái. Y thái xỉ y chi, một cái máy giặt. Tiếp ạ. Sa pha, sa pha là ghế sofa, lượng từ sẽ là thảo. Ý thảo sa pha, một cái ghế sofa đúng không ạ? Hoặc là một bộ sofa. Tiếp theo, bing chí lín là que kem đúng không ạ? Bing chí lín, lượng từ sẽ là cân. Y cân bing chí lín, một que kem. Y phủ, y phủ là áo ạ. Lượng từ sẽ là chiên. Ý chiên y phủ, ý chiên y phủ, một cái áo. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay với chủ đề 这是我的房间, đây là phòng của tôi. Bài học ngày hôm nay thật là thú vị đúng không nào? Chúng ta đã được biết đến tên gọi của rất nhiều đồ vật trong phòng, những kiến thức hết sức là gần gũi đúng không? Bài học kết thúc cũng là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học lần sau.